Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Vụ Việt Á, nốt trầm buồn với dàn lãnh đạo cao cấp dính chàm. Ma trận thông tin, việc nhẹ lương cao, mạnh tay với những trò dụ dỗ. Đề nghị tử hình ông trùm vụ bay lắc trong bệnh viện tâm thần. Bẫy tín dụng đen bủa vây công nhân, răng bẫy khắp nơi. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Xin mời quý vị đón xem. Vụ Việt Á, nốt trầm buồn với dàn lãnh đạo cao cấp dính chàm. Quý vị thân mến, trong số hơn 70 người bị khởi tố liên quan Việt Á, có 7 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Học viện Quân y cùng hàng chục lãnh đạo cán bộ CDC. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, ngày 7 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Long có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Đáng chú ý, trước thời điểm bị khởi tố, ông Nguyễn Thanh Long khi giữ chức vụ Bộ trưởng Y tế đã có đóng góp trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là phòng chống COVID-19 rất lớn. Ông Long cũng được xem là một trong những người tiên phong trên tuyến đầu chống dịch. Việc ông Long dính sai phạm nghiêm trọng liên quan Việt Á đến mức bị khởi tố, bắt giam là một nấc trầm buồn không chỉ đối với cá nhân ông Long mà còn với cả ngành y tế. Cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam ông Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Chu Ngọc Anh có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao quản lý sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19 gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, ông Tạc có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Ông Tạc bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cựu Phó trưởng Phòng Quản lý Giá Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng Phòng Quản lý Giá Cục Quản lý Dược Bộ Y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Huỳnh đã lợi dụng vai trò giới thiệu can thiệp và tác động đến ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, trình ký đề xuất Bộ Y tế ban hành quyết định cấp số đăng ký lưu hành, kit xét nghiệm cho công ty Việt Á trái quy định của pháp luật. Ba lãnh đạo cấp vụ Bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ bị khởi tố. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế và ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, các ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai cán bộ Học viện Quân y bị khởi tố. Tại Học viện Quân y, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị Vật tư thuộc Học viện Quân y, Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó Giám đốc Học viện Quân y bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với tất cả các chức vụ trong Đảng và nhiều cán bộ khác tại đơn vị này cũng bị kỷ luật. Đáng chú ý, dư luận từng rơi nước mắt khi Thượng tá Hồ Anh Sơn chia sẻ về quãng thời gian ăn ngủ cùng COVID để chế tạo kit test, những hộp cơm huyền thoại đồng hành cùng các nhà khoa học. Chính ông Sơn cũng đã đề nghị cơ quan điều tra sớm vào cuộc để giải oan cho các nhà khoa học. Rốt cuộc, ông Sơn lại là một trong những người rơi nước mắt đầu tiên của Học viện Quân y khi bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ Việt Á. Hàng loạt lãnh đạo CDC, Sở Y tế nhiều tỉnh thành bị khởi tố. Trong số các bị can bị khởi tố liên quan Việt Á có nhiều lãnh đạo, cán bộ CDC, Sở Y tế một số tỉnh thành như Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, bị cáo buộc nhận hối lộ 27 tỷ đồng. Lâm Văn Tuấn, cựu giám đốc CDC Bắc Giang, bị cáo buộc cùng một số thuộc cấp nhận 44 tỷ đồng. Nguyễn Văn Định, cựu giám đốc CDC Nghệ An. Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương. Hoàng Văn Đức, cựu giám đốc CDC Thừa Thiên Huế, cùng hàng loạt lãnh đạo CDC Nam Định, Hậu Giang, Hà Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đắk Lắk. Trước khi bị bắt, nhiều giám đốc CDC đăng đàn tuyên bố, nói không với tiêu cực, mong cơ quan điều tra sớm làm rõ.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã minh chứng sự thật hoàn toàn ngược lại, dàn lãnh đạo CDC một số tỉnh khác từng tuyên bố mạnh mẽ, không nhận bất cứ đồng nào từ Việt Á, đều đã vướng vào vòng lao lý, trong đó không ít người bị điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo điều tra, công ty Việt Á cũng đã cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc công ty Việt Á bắt tay với các đối tác nâng khống giá kit test lên khoảng 45%. Số tiền Việt Á thu về trong vụ án này là trên 500 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Việt, số tiền chi hoa hồng cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng. Từ đây, hàng loạt bị can là lãnh đạo các CDC và bệnh viện đã bị khởi tố bắt giam vì nhận tiền liên quan đến Việt Á. Những vi phạm của các cán bộ cao cấp liên quan vụ Việt Á được xử lý nghiêm minh cho thấy không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được người dân đồng tình ủng hộ. Vụ việc phức tạp với những mắt xích móc nối, liên kết chặt chẽ nhưng cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng. Nốt trầm vụ Việt Á là những bài học đắt giá cho nhiều cán bộ khác. Ma trận thông tin việc nhẹ lương cao, mạnh tay với những trò rủ rỗ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng môi giới đưa người sang Campuchia để lao động chui, hoạt động sôi nổi tại các hội nhóm trên mạng xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và để lại nhiều hệ lụy, nhiều người sập bẫy. Mới đây nhất, ngày 21 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã giải cứu một thiếu nữ 16 tuổi, cả tin sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Theo đó, trong quá trình làm công nhân ở công ty giày da tại tỉnh Bình Dương, Y Liên quen người đàn ông có tài khoản mạng xã hội Facebook là Lê Ngọc Nhất. Người này dụ dỗ Liên sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao và hứa hẹn nếu sang đó nếu không làm được việc thì Nhất sẽ chi trả tiền để Liên bắt xe về Việt Nam. Ngày 18 tháng 4, Nhất đưa Liên cùng 5 người khác sang Campuchia bằng đường mòn biên giới tỉnh Long An. Sau đó, người này bán Liên cho công ty đầu tiên với giá 1.800 đô la Mỹ. Sau đó Liên tiếp tục bị bán cho 4 công ty khác. Vì áp lực công việc không đáp ứng được nên Liên muốn xin nghỉ để về Việt Nam. Tuy nhiên, công ty bắt Liên phải nộp 3.500 đô la Mỹ hoặc dụ dỗ đưa 3 đến 5 người khác sang thay thế thì mới được về. Hay gần đây, vụ việc hơn 40 người trốn khỏi casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam cũng khiến dư luận xôn xao. Chiều ngày 20 tháng 8, liên quan vụ việc này, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là Nguyễn Thị Lệ, 42 tuổi và Lê Văn Danh, 34 tuổi, cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, ngày 18 tháng 8, Chốt Quản lý Bảo vệ Biên giới và Phòng chống dịch COVID-19 số 21 đóng quân địa bàn khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phát hiện tạm giữ 40 người gồm 35 nam, 5 nữ, tất cả đều chưa xác định được nhân thân, từ Casino Rick World thuộc ấp Trey Thăm, xã Sempeopon, huyện Khao Thom, tỉnh Kandao, Campuchia, đối diện chốt 21, bơi sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Liên tiếp các vụ việc nạn nhân sập bẫy việc nhẹ lương cao nhưng thực chất là lừa bán để bóc lột sức lao động, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trên các hội nhóm việc làm, tình trạng môi giới cò mồi việc làm sang nước bạn vẫn đang hoạt động rầm rộ. Bộ Công an mới đây đã đưa ra các cảnh báo. Theo đó, sau khi bị lừa qua Campuchia, nạn nhân bị tuyển vào làm việc tại các cơ sở tổ chức hoạt động lừa đảo như đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo trên không gian mạng, bị cưỡng ép lao động từ 12 đến 16 tiếng trong một ngày, không cho ra khỏi cơ sở, bị bán sang các chủ sử dụng lao động khác hoặc bắt gọi điện về cho gia đình người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước với số tiền từ 3.000 đô la Mỹ đến 30.000 đô la Mỹ. Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc đã bị các đối tượng sử dụng lao động đánh đập bán sang các cơ sở khác nhau. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia giải cứu hơn 250 trường hợp bị lừa sang lao động trái phép tại Campuchia. Như vậy, khi cá nhân có hành vi môi giới xuất cảnh sang Campuchia trái phép sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Người nước ngoài sẽ bị áp dụng hình thức trục xuất, mức phạt đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân. Khoản 2 điều 4 Nghị định 144 năm 2021 NĐ-CP. Ngoài ra, người có hành vi môi giới xuất cảnh sang Campuchia trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép theo quy định tại điều 348 Bộ luật hình sự. Theo quy định tại điều luật, tùy từng trường hợp phạm tội tương ứng với tất cả các tình tiết nặng, hình phạt nặng nhất đối với hành vi này có thể lên đến 15 năm tù. Từ các vụ việc bị phát hiện
và triệt phá gần đây. Theo luật sư, người dân cần cẩn trọng hơn với các thông tin mình tiếp cận, cảnh giác cao với các thông tin có dấu hiệu phạm tội như trên để tránh những hệ quả nguy hiểm xảy đến với mình khi sa vào bẫy các hoạt động môi giới trái phép này.